cùng chúc mừng đội ngũ làm báo của tỉnh nhân dịp 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cũng đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí, cùng tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Long An. Đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động của Hội nhà báo tỉnh Báo Long An đại Phát thanh và Truyền hình Long An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc nhấn mạnh: Thời gian qua, lực lượng báo chí tỉnh nhà đã có những đóng góp rất quan trọng trong công tác tuyên truyền những sự kiện lớn của đất nước cũng như của tỉnh như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như những vấn đề xã hội quan tâm, trong đó có công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cũng bày tỏ tin tưởng bằng các sản phẩm báo chí, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sẽ tiếp tục có những đóng góp quảng bá về những thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh, đậm nét hơn nữa, tiếp tục phát huy nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế.